Với cái phiên mất điểm khoảng 800 điểm của chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên tối ngày hôm qua và mất khoảng 90 điểm của S&P 500, thì với một phiên giao dịch, thị trường chứng khoán Mỹ đã lấy đi cái mức tăng điểm của 3 phiên trước đó. Thì liệu hành động gì sẽ xảy ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng và thị trường chứng khoán châu Á nói chung? Thì ngay lập tức buổi sáng ngày hôm nay, thì vào lúc 8 giờ 48 phút giờ buổi sáng, thì chúng ta đang nhìn thấy được rằng là chỉ số chứng khoán của Nhật Bản thì cũng đang mất trên 1%, và chỉ số chứng khoán của Hồng Kông và Thượng Hải thì cũng đang dịch chuyển theo một cái hướng tiêu cực như vậy. Tuy vậy thì với thị trường chứng khoán Việt Nam giờ mở cửa sắp tới thì sẽ như thế nào? Thì một vài cái dự báo trước để quý anh chị em và các bạn có thể cùng quan sát với lại nhóm chúng tôi về tình hình của diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thì thưa với anh chị em và các bạn là chúng tôi sẽ hy vọng rằng một cái phiên hành xử đẹp của các tổ chức trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 5 tháng 12, có thể thì các tổ chức sẽ hành xử một cách chuyên nghiệp hơn so với các nhà đầu tư cá nhân trong phiên giao dịch hôm nay, sẽ hạn chế trong cái câu chuyện lực bán ra theo hướng là té nước theo mưa, tức là nhìn thấy thế giới tiêu cực thì Việt Nam cũng sẽ tiêu cực. Bởi vì sao chúng tôi lại cho ra những cái nhận định theo hướng là té nước theo mưa tiêu cực, là bởi vì là một số cái giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ mở giao dịch vào phiên thứ hai, thì theo nguyên lý giao dịch của thị trường chứng khoán Việt Nam thì phiên hôm nay thì cổ phiếu chưa về tới tài khoản. Phiên hôm qua mua thì đương nhiên là chưa về rồi, phiên thứ hai mua cũng chưa về. Lượng hàng khá là lớn còn lại, nếu còn lại của nhà đầu tư nhỏ lẻ, chẳng qua là một số anh chị em và các bạn đang lỗ rất là sâu và chốt dại đã lỗ rồi, nên là cầm qua luôn cái buổi đàm phán của ông Tập và ông Trung. Thì nhiều khả năng lực bán của buổi sáng ngày hôm nay sẽ đến từ những nhà đầu tư đã gọi là nắm giữ từ vùng cao của thị trường xuyên qua cái đợt đàm phán, và đến hôm nay thì họ có hàng sẵn. Vì là thị trường tăng được trong hai phiên vừa qua, họ đã cầm giữ qua được cái đáy của thị trường, và đến hôm nay thì họ có cảm giác sẽ rất là chán nản và bán tống đi cho nó xong. Nhiều khả năng lực ban đầu thị trường loạn choạng sẽ là đến từ cái lực bán của nhà đầu tư nhỏ lẻ mà chúng tôi vừa trao đổi với chia sẻ với anh chị em và các bạn. Còn lại thì lực mà có thể bán được, hoặc là có hàng để bán, hoặc là có cổ phiếu, thì chủ yếu là các tổ chức. Vậy thì tổ chức sẽ hành xử ra làm sao? Thì chúng ta sẽ là một cơ hội để chúng ta quan sát xem cái cách hành xử của các tổ chức trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Dự là các tổ chức sẽ chuyên nghiệp, họ sẽ không bán tháo, họ sẽ cũng sẽ quan sát thị trường. Và đầu phiên thì thị trường của chúng ta sẽ không tránh được câu chuyện loạn choạng, giảm khoảng 10 đến 15 điểm là cùng tầm thế, và chúng ta sẽ có cái sự bình tĩnh trở lại trong ít phút đầu của buổi sáng ngày hôm nay. Nếu như phiên hôm nay chúng ta tiếp tục duy trì được cái mức suy giảm nhẹ sau hai phiên tăng điểm, thì thị trường của chúng ta trong ngắn hạn tiếp tục cái xu hướng tăng điểm của tháng 12 hướng tới việc chốt nắp của năm 2018, và dưới cái tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô, giữa cái câu chuyện mà bật đèn của Thủ tướng là GDP năm 2018 sẽ trên 7% và một số cái tín hiệu tích cực khác, thì khả năng thị trường sẽ ổn định vào buổi sáng. Vì vậy là một vài chia sẻ của chúng tôi thì mong rằng là an được cái tâm lý của quý anh chị em và các bạn đang rất là lo ngại cho thị trường. Và chúng ta quan sát thật kỹ thị trường chứng khoán châu Á thì chúng ta sẽ thấy được là cái phản ứng của thị trường sẽ không quá bi quan so với lại cái mức giảm của chứng khoán Mỹ phiên tối ngày hôm qua. Các lý do về thị trường chứng khoán Mỹ giảm thì chúng ta đã có được cái thông tin đăng trên các trang báo liên quan tới cái sự chênh lệch lãi suất trái phiếu chính phủ ngắn hạn của Mỹ và dài hạn, nó có cái sự bất thường. Bên cạnh đó nữa thì cái tín hiệu của ông Trump thì sẽ là sau 90 ngày nếu không đạt được cái đàm phán thì sẽ tiếp tục tăng, thì cái này chúng ta biết rồi. Thứ ba nữa là cái tín hiệu bật gọi là mở ra của Fed thì khả năng cao, thì như video ngày hôm qua chúng tôi nói là
Fed thì sẽ vẫn tiếp tục sẽ tăng lãi suất, và chúng ta sẽ di chuyển cái đợt giao dịch này thì khoảng đâu đó thì trước ngày Fed tăng lãi suất để tránh những rủi ro có thể xảy ra. Bên cạnh đó nữa thì nếu như trong trường hợp mà chúng tôi khi mà gửi tới những cái báo cáo với anh chị em và các bạn về thị trường ngắn hạn, thì nếu trong những trường hợp gọi là chúng ta dịch chuyển đầu tư lướt sóng ngắn hạn không đạt yêu cầu thì chúng ta sẽ cần phải quyết đoán trong những cái giao dịch của mình. Nếu mà có thể cảm thấy video này hữu ích thì anh chị em và các bạn để lại một cái like để làm động lực cho chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh YouTube Tự Doanh Chứng Khoán để tiếp tục cập nhật những video tiếp theo. Và đừng quên là để lại comment những cái vấn đề quý anh chị em và các bạn muốn quan tâm. Chúng tôi sẽ làm video để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn. Thân ái chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại trong một video tiếp theo. Chúc anh chị em và các bạn phiên giao dịch ngày 5 tháng 12 bình tĩnh, quan sát. Và đây là cơ hội để chúng ta có thể nhìn cái động thái của các cái tổ chức, xem họ có thực sự chuyên nghiệp hơn các nhà đầu tư nhỏ lẻ hay không, hay họ cũng sẽ bỏ gọi là cổ phiếu ra bán tống bán tháo như những nhà đầu tư cá nhân là mang tính chất bày đặt. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.